Hi, xin chào mọi người, lại là mình Sunny đây. Thì cái giọng này mọi người có thể quen, nhưng mà cái mặt này thì mọi người chưa quen lắm đúng không? Thì thôi tập quen đi nha. Vì hôm nay tôi sẽ làm một chiếc video riêng tới mọi người, đó chính là Q&A. Thực ra mọi người inbox hỏi tôi rất là nhiều luôn, thế nên tôi đã quyết định làm chiếc video này để giải đáp hết tất cả các thắc mắc của mọi người. Cách đây một ngày, Nhi đã đăng lên trên kênh cộng đồng Sunny Chan trên Facebook và hỏi mọi người là mọi người có muốn hỏi Nhi cái gì không? Thì mọi người cũng hỏi được kha khá rồi đó, thế nên là nay tôi sẽ làm video này nha. Vô. Đầu tiên thì mọi người hỏi về thông tin cá nhân của mình khá nhiều. Nhi tên gì? Tên đầy đủ nha. Sống ở đâu? Nhi bao nhiêu tuổi? Sinh năm bao nhiêu? Thì tên đầy đủ của mình là Hoàng Thị Xuân Nhi. Trên TikTok thì mọi người quen gọi tôi là Xuân Nhi Trang. Còn trên YouTube thì mọi người hay quen gọi là Sunny. Ngày tháng năm sinh thì tôi sinh ngày 21 tháng 4 năm 99. Khá là già trong cộng đồng Play Together rồi đó. Hiện tại thì đang sinh sống và làm việc tại thành phố Huế. Những câu hỏi về cùng một chủ đề, ví dụ như là Nhi có kết bạn với fan không? Làm thế nào để không bị xóa kết bạn? Rồi Nhi có tạo nick phụ để kết bạn với mọi người không? Thì Nhi kết bạn vào ngày thứ ba, thứ năm, chủ nhật 6 giờ chiều. Và Nhi sẽ lọc kết bạn trước buổi live ngày hôm sau. Tức là cứ vào buổi live mới thì Nhi sẽ gọi là refresh lại cái danh sách bạn bè của Nhi. Thế nên là việc mà Nhi giữ kết bạn thì chỉ có là bạn bè thân quen của Nhi với là trong clan là Nhi không có xóa thôi. Còn lại Nhi vẫn lọc nha mọi người. Vì sự công bằng là chia sẻ cho mọi người mà, đúng không? Hai câu hỏi của bạn Viên là động lực gì khiến Nhi làm YouTube và Nhi có định gắn bó với game lâu dài không? Thì ban đầu là Nhi làm về Play Together bên kênh TikTok và được rất là nhiều sự ủng hộ từ mọi người. Và trước đây thì Nhi cũng đã từng làm kênh YouTube rồi, thế nên Nhi nghĩ là tại sao mình lại không bắt đầu lần nữa, trong khi những anh chị xung quanh Nhi ai cũng làm được, thế nên là Nhi làm thôi. Vì việc sáng tạo nội dung về game Play Together đã là một cái công việc của Nhi rồi, thế nên là chắc chắn Nhi sẽ gắn bó với game trong một thời gian dài nữa. Trong tương lai thì Nhi không biết là Nhi có thay đổi không, nhưng mà hiện tại thì không. Bạn Hoàng đây hỏi là Nhi có ước mơ gì sắp tới không? Ước mơ thì nghe hơi xa vời một chút, nhưng mà Nhi muốn là trong năm tới Nhi sẽ phấn đấu kênh YouTube của mình đạt được 100.000 người đăng ký và phát triển thêm một kênh YouTube nữa về chủ đề study hay là về vlog với mọi người. Vậy đó. U trời, nãy giờ mình xài cái filter gì tốt quá giờ, cái filter này sáng quá nè. Được á. La Đoan Nhã hỏi là sao Nhi biết Xù Hiếu vì gì? Thì thực ra về Xù á, thì là Xù là bạn thân của tôi ở trong game và ngoài đời luôn mọi người. Bạn thân mười mấy năm đó. Còn về Hiếu Huy Di Can á, thì có một số bạn là fan của Nhi đời đầu, tức là từ lúc mà Nhi còn ít người biết, còn rất là ít người biết á. Còn một số bạn nữa là những người bạn chơi từ thời gian đầu á. Thế nên là sau này khi mà Nhi cần làm video về tập thể nhiều á thì Nhi luôn nhờ mấy bạn. Khánh Vân hỏi là chị có ý định chơi một tựa game nào khác không? Thì trước khi mà tôi làm video về Play Together đồ á thì tôi cũng chơi nhiều game lắm. PUBG nè, Liên Quân nè, game nấu ăn, thời trang đồ các thứ. Nhưng mà từ lúc tôi chơi Play Together và kiểu làm video về game á là cũng tốn khá là nhiều thời gian, thế nên là tôi không có thời gian chơi mấy game khác. Thêm một câu hỏi nữa của Khánh Vân là chị đến với TikTok và YouTube từ bao giờ? Thì TikTok á, thì tôi chơi lâu lắm rồi, nhưng mà về game á, thì là cuối tháng 8, đầu tháng 9. Còn YouTube á, thì là đầu tháng 11. Một câu hỏi cũng rất phổ biến: chị đã có người yêu chưa? Câu hỏi tế gì ghê, mọi người nhìn đi. Mọi người nhìn cái bạn này đi. Cái bạn này làm sao có người yêu được? Ê. Vậy đó mọi người. Câu này ngộ quá nè mọi người. Vân Anh hỏi tôi là lý do Nhi khiến nhiều người yêu thích là gì? Cái này sao hỏi tôi được? Cái này tôi phải hỏi mọi người chứ. Chắc do không có người yêu đó mọi người. Lý do được nhiều người yêu thích là không có người yêu với là già đó. Chắc vậy. Nghi nè, hỏi câu hay lắm nè mọi người. Ai đưa chị đến Play Together? Thì người đưa chị đến Play Together là em họ chị. Nick của bạn đấy tên là Mimi Yêu Chó. Và bạn đó cùng với một số người nữa là team đời đầu của chị. Nhưng mà sau đó thì mấy bạn off game hết.
Mimi nó cũng vậy, off 5 tháng nhưng mà nó vừa comeback với game đó mọi người. Chào mừng em trở lại với game. Bạn này hỏi là chị có yêu công việc chị đang làm không? Thực sự nha mọi người, chị cảm thấy rất là may mắn khi mà mình được làm công việc mình yêu thích luôn á. Kiểu trước đây chị nghĩ là sau khi ra trường chị sẽ kiếm một công ty nào đó, nộp đơn xin việc và làm những công việc văn phòng như bao nhiêu người khác. Thì cái công việc này nó va vào đầu chị á, cái chị rất là vui luôn. Chị yêu công việc của chị như là yêu người yêu vậy á, mặc dù không có người yêu. Và đây, Nhi sẽ trả lời những cái câu hỏi cuối cùng của một người rất rất là đặc biệt. Đó chính là chị gái của Nhi. Thật ra khi mà Nhi quyết định làm công việc này thì Nhi khá là lo lắng vì sợ là gia đình sẽ không hiểu được á. Nhưng mà thật sự là rất bất ngờ khi mà cả mẹ và chị của Nhi rất là ủng hộ luôn. Kiểu Nhi không tin được luôn á. Thì Nhi rất là biết ơn vì điều đó. Chị gái hỏi cho Nhi vui á. Có thể tìm thấy Nhi trên những kênh nào thì Nhi hoạt động trên 3 nền tảng xã hội. Đầu tiên là kênh TikTok, có 2 kênh. Sung Nhi Trang là về game và Sunny by Sung Nhi là về unboxing. Về kênh YouTube thì Nhi có kênh Sunny Gaming. Và về Facebook thì Nhi có nhóm cộng đồng Sunny Trang. Tự kể 3 sở đoản và 3 sở trường tiêu biểu. Không biết là có đủ 3 không nhưng mà kể đại nha. Về sở đoản thì Nhi khá là rụt rè với là hay ngại. Kiểu mọi người nhìn thấy Nhi nói trước máy quay như thế này thôi, chứ kiểu gặp ngoài đời hay là vô một cái nhóm có nhiều người mới á là Nhi kiểu bị rụt rè mà cứ im vậy thôi, không biết nói gì hết á. Kiểu như lúc người ta nghĩ là mình không có nói chuyện, nhưng mà thật ra là Nhi sợ. Sợ gì? Sợ vậy thôi. Với thêm một cái nữa là Nhi chậm tiêu lắm. Nói thẳng ra là không được thông minh đó mọi người. Hơi chậm tiêu chút. Ví dụ như là mấy bạn nói thì mấy bạn nói rõ ràng ra nha, chứ đừng nói ẩn ý, Nhi không có loát được đâu. Này không phải để suy nghĩ, là để lắc lư chơi vậy à. Về sở trường thì Nhi có nhiều tài lẻ, à không, cũng không phải tài, kiểu nhiều biết cũng khá nhiều thứ. Ví dụ như là làm video nè, chỉnh sửa video nè, cực kỳ thích luôn, hai cái này là siêu thích. Còn hát được, không hay lắm nhưng mà được. Nhảy, biết nhảy nhưng mà không đẹp. Còn gì ta, biết chơi đàn, không chơi không giỏi nhưng mà cũng biết chơi nha. Guitar, ukulele đồ đó. Kể một hồi không biết là sợ trường hay là sợ đoản luôn á trời. Và câu hỏi cuối, Nhi mong muốn gì ở các bạn fan thì từ trước tới giờ Nhi nhận được rất là nhiều sự ủng hộ và lại khuyến khích từ mọi người rồi. Nhi rất là cảm ơn vì điều đó. Và cũng mong là trong thời gian sắp tới, nếu như mà có thêm những cái dự định gì hay là những cái video nào thì vẫn sẽ luôn nhận được sự ủng hộ từ mọi người nhé. Ok, chương mục fan hỏi như trả lời tới đây là kết thúc. Cảm ơn mọi người đã xem đến đây. Nếu mọi người thích hãy cho tôi một like, còn không thích hãy cho tôi một tim nha. Cảm ơn mọi người nhiều. Sayonara.